Sau thất bại tại Ayivka, trong khi nguồn vũ khí, khí tài đang dần cạn kiệt, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa hối thúc Quốc hội Mỹ phê duyệt viện trợ bổ sung cho Kyiv. Nhưng viện trợ cho Ukraine đang trở thành một bài toán khó đối với Mỹ khi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tại Hạ viện không mấy mặn mà. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cụ thể, lời kêu gọi này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News phát sóng ngày 22 tháng 2, trong bối cảnh nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đang trì hoãn việc phê duyệt khoản viện trợ mới trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine. Mỹ đã cung cấp hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine và hiện là nhà tài trợ lớn nhất của Kyiv. Tuy nhiên, nguồn viện trợ hiện tại đã cạn kiệt và các hạ viện Mỹ đang trì hoãn những khoản hỗ trợ mới. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn 500 mục tiêu liên quan đến Nga. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn bộ trên cho biết các biện pháp trừng phạt này sẽ do cả Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao áp đặt và đây sẽ là gói trừng phạt lớn nhất kể từ khi bùng phát xung đột tại Ukraine. Đến nay, Washington và các đồng minh đã áp đặt một lệnh trừng phạt nhắm vào tổ hợp công nghiệp quân sự và thu ngân sách của Moscow. Trong số các biện pháp này có việc áp mức giá trần nhằm giảm thu nhập từ xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Bên cạnh đó, một liên minh bao gồm nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, EU và Australia đã đặt ra mức giá trần là 60 USD một thùng dầu thô của Nga. Trong những tháng gần đây, liên minh này đã công bố kế hoạch thắt chặt việc tuân thủ mức giá trần. Trong bài phát biểu mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân Nga đã tập trung tối đa lực lượng dự trữ, tận dụng thực tế phương Tây chậm trễ việc viện trợ cho Ukraine, khiến tình hình ở một số nơi trên tiền tuyến vô cùng khó khăn, theo Ukrinform. Ông Zelensky nói, Nga đang tận dụng sự chậm trễ trong việc viện trợ cho Ukraine và đây là những vấn đề rất rõ ràng. Ukraine thiếu pháo binh, quân đội Ukraine cần có phòng không ở tuyến đầu và các loại vũ khí có tầm bắn xa hơn. Ukraine đang làm việc với các đối tác của mình để tiếp tục và mở rộng viện trợ. Đồng thời, ông Zelensky đã đến thăm các lực lượng Ukraine ở thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkov để nghe báo cáo về tình hình tiền tuyến. Tờ Financial Times dẫn ước tính của trường kinh tế Kyiv KSE Ukraine rằng Ukraine tổn thất tới hơn 250 tỷ USD về kinh tế và cơ sở hạ tầng tính từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, các nước phương Tây đã phong tỏa khối tài sản tổng giá trị hơn 300 tỷ USD của Nga ở nước ngoài nhằm ngăn Moscow thu lợi phục vụ chiến sự. Thậm chí các nước này còn muốn tịch thu số tài sản bị phong tỏa của Nga để viện trợ cho Ukraine tái thiết. Theo hãng tin Reuters, tính đến nay, Liên minh châu Âu đã phong tỏa khối tài sản tổng trị giá hơn 200 tỷ USD của Nga. Bỉ, nước đang đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng EU, thông báo rằng các thành viên EU đã nhất trí dùng phần lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu để viện trợ Ukraine tái thiết. Theo Reuters, thỏa thuận này sẽ sớm được phê duyệt và kiểm tra pháp lý trước khi đưa vào áp dụng. Mỹ phong tỏa hơn 5 tỷ USD tài sản Nga ở nước này, theo tờ Politico. Tháng 6 năm 2023, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép Mỹ tịch thu tài sản Nga viện trợ Ukraine tái thiết. Dự luật này vẫn cần được Thượng viện thông qua và Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Theo Politico, dự luật trên gồm các điều khoản quan trọng như 1. Đảm bảo Nga sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra ở Ukraine. 2. Cấp quyền cho Washington tịch thu tài sản Nga ở Mỹ và chuyển những tài sản này cho Ukraine tái thiết. 3. Cho phép Bộ Ngoại giao Mỹ làm việc với các đối tác và đồng minh nhằm tịch thu thêm tài sản Nga ở nước ngoài. Ngoài những nước trên, Canada cũng đóng băng hơn 3 tỷ USD tài sản Nga ở nước này, theo đài CBS News. Tháng 6 năm 2022, Canada thông qua một dự luật cho phép Ottawa có quyền tịch thu hoặc bán tài sản thuộc quyền sở hữu của các cá nhân, tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt của Canada, trong đó có Nga. Tuy nhiên, chính phủ Canada tới nay vẫn chưa có động thái tịch thu hay bán tài sản Nga, vì ưu tiên hiện tại của Ottawa là giúp đỡ dân thường Ukraine bị ảnh hưởng vì xung đột. Trong khi đó, phía Moscow cảnh báo rằng bất kỳ nước nào có hành vi tịch thu tài sản của Nga sẽ được xem là trộm cắp và Nga sẽ đáp trả tương ứng. Tháng 4 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thiết lập cơ chế cho phép Moscow tạm thời chiếm quản tài sản nước ngoài ở Nga trong trường hợp các nước này có liên quan việc tịch thu tài sản Nga hoặc có hành vi đe dọa an ninh quốc gia, năng lượng và kinh tế Nga. Theo tờ Foreign Policy,
Việc phương Tây tịch thu tài sản Nga để viện trợ cho Ukraine nhìn bề ngoài thì có vẻ có lợi nhưng lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với Kiev và thế giới. Thứ nhất, nó có thể trở thành con dao hai lưỡi gây khó khăn cho Ukraine trong việc tiếp nhận thêm viện trợ trong tương lai. Chẳng hạn, các chính trị gia Mỹ phản đối viện trợ Ukraine có thể lợi dụng khoản tiền này làm lý do để ngừng cấp viện trợ, cho rằng Kiev đã có đủ nguồn lực. Thứ hai, việc Ukraine nhận sử dụng số tiền có thể khiến nước này mất lợi thế tại các cuộc đàm phán trong tương lai. Theo Foreign Policy, việc đảm bảo Nga bồi thường thiệt hại sau cuộc xung đột có thể được dùng như một con bài mặt cả để Ukraine đạt được các điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình đàm phán. Nếu nhận tài sản bị đóng băng của Nga và dùng hết thời điểm này, Ukraine sẽ mất đi lợi thế đó. Thứ ba, việc tịch thu tài sản Nga để viện trợ Ukraine tái thiết còn tạo ra nhiều hệ lụy về kinh tế chính trị thế giới. Theo Foreign Policy, việc tịch thu tài sản Nga nếu diễn ra suôn sẻ có thể thiết lập một tiền lệ nguy hiểm, cho phép các quốc gia khác tịch thu tài sản của nhau trong tương lai. Điều này cũng có thể gây bất ổn toàn cầu, làm suy yếu hệ thống pháp lý thế giới. Thêm vào đó, tịch thu tài sản Nga có thể làm sâu sắc thêm căng thẳng giữa Nga và phương Tây, gây khó khăn cho nỗ lực hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề chung như biến đổi khí hậu, chống khủng bố. Cuối cùng, việc tịch thu tài sản của Nga có thể gây lo ngại cho các nhà đầu tư, khiến họ lo rằng tài sản của họ cũng có thể bị tịch thu nếu bị coi là ủng hộ một chính phủ hoặc quốc gia mà phương Tây không thích. Điều này có thể khiến các nhà đầu tư dễ dao động trước các kênh tài chính phương Tây, thậm chí rút tiền khỏi phương Tây để chuyển sang các kênh tài chính khác mà họ cảm thấy an toàn hơn. Theo Foreign Policy, để giảm thiểu tác động tiêu cực của việc tịch thu tài sản Nga, các nước phương Tây phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện, đặc biệt cần có những quy định pháp lý rõ ràng về việc tịch thu tài sản, đảm bảo tính hợp pháp và công bằng. Trong khi đồng minh Mỹ đang loay hoay tìm cách tháo gỡ gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, giới chức Thụy Điển hôm 20 tháng 2 cho biết họ sẽ cung cấp thiết bị quân sự trị giá 7,1 tỷ kron, tương đương 682 triệu USD cho Ukraine. Đây là đợt viện trợ quân sự thứ 15 của Thụy Điển dành cho Ukraine, nâng tổng số viện trợ kể từ khi xung đột Nga-Ukraine leo thang năm 2022 lên khoảng 30 tỷ kron Thụy Điển, tương đương khoảng 2,8 tỷ USD. Trước đó, Thụy Điển cũng đã gửi hệ thống pháo cơ động Archer, 50 xe chiến đấu bọc thép CV-90, cũng như khoảng 10 xe tăng Leopard 2 và hệ thống tên lửa phòng không cho Ukraine. Gói viện trợ của Thụy Điển cho Ukraine bao gồm chuyển giao khí tài quân sự và tiền mặt phục vụ mua sắm vũ khí. Số vũ khí khí tài quân sự được chuyển giao đợt này bao gồm pháo, đạn pháo và các thiết bị khác. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Ben Johnson cũng ra tuyên bố cam kết sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho Ukraine. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.